một dòng sông nội địa dài nhất Việt Nam. Từ thượng nguồn Lang Biang đổ ra Biển Đông với chiều dài 568 km. Lưu vực dòng sông trải rộng khắp 12 tỉnh thành. Ký sự, chuyện kể một dòng sông, hành trình khám phá về đất và người, về những vùng văn hóa từ hàng ngàn năm trước. Chúng tôi bắt đầu hành trình đến biển Cần Giờ bằng phà. Phà Bình Khánh là một tuyến phà hoạt động trên sông Xoài Rạp. Đầu bắc của phà nằm ở cuối đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Đầu nam của phà nằm ở đầu đường Rừng Sát, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Theo kế hoạch phát triển đô thị, phà này sẽ được thay thế bằng một cây cầu, nên sẽ không còn nhiều thời gian để hít hạ không khí trong lành, mát rượi trên dòng sông này khi di chuyển bằng phà đến Cần Giờ. Sau khoảng 30 phút thì chúng tôi đặt chân lên đất Cần Giờ. Nhìn từ trên cao, Cần Giờ được bao bọc bởi hai con sông Lòng Tàu và Xoài Rạp, tên gọi hai nhánh của dòng sông Đồng Nai trên vùng đất này. Biển đã rất gần, sông đã bắt đầu cảm nhận được vị mặn của nước biển Đông. Dòng nước vị trong lành, ngọt ngào từ thượng nguồn cao nguyên Lang Biang đã hòa cùng vị mặn ấy để tạo nên một vùng giáp nước với hệ sinh thái ngập mặn, nước lợ, cù lao trải rộng, rừng đước ken dày. Nhiều di chỉ về người xưa được phát hiện trên vùng sình lầy ngập mặn. Người xưa đã sống và thích ứng ở vùng đất này như cái vạn, rạch lá, rạch lăng, bưng thơm, gò cá sỏi, dòng vồ. Một trong những di tích đặc biệt quan trọng khi tìm hiểu về đời sống của cư dân cổ xưa là di tích khảo cổ quốc gia dòng cá vồ, có niên đại cách ngày nay khoảng 2.300 đến 2.200 năm, nằm trong giai đoạn hậu kỳ kim khí ở Việt Nam. Trong đó, đặc trưng điển hình của di tích khảo cổ dòng cá vồ là mộ táng bằng chum, một di tích thời sơ sử đặc biệt trên phạm vi cả nước, thể hiện rõ cách sống sinh hoạt của người cổ xưa nằm dọc trên vùng đất giáp biển này. Mộ chum cho thấy, cộng đồng cư dân cổ có hình thức an táng, chôn nguyên người chết trong chum gốm, chứ không an táng tượng trưng như văn hóa Sa Huỳnh hay các nơi khác. Thành phố Hồ Chí Minh phải nói là chúng ta thuận lợi là chúng có cái sông rất là sâu và lớn. Từ Cần Giờ đi vô đi ra là phải đi cái sông đó. Cái ghe mà cỡ nào, lớn cỡ nào cũng vô được. Thì gọi là sông Lòng Tàu. Tới đầu thế kỷ thì Cần Giờ phát triển rất là mạnh. Thật ra trước đó là có cái di tích dòng cá bồ, dòng phải này nè. Đó tức là nó khoảng 200-300 năm trước công nguyên đó. Thì phát triển rất là mạnh. Lúc đó là người Việt gì chưa có ra đây hết. Này là cư dân đó, là cái gốc của họ là cư dân Nam Đảo. Chuyên về cái nghề đi biển. Và họ sống trên ghe. Thì vậy là tới khi mà có người chết thì người ta là phải vô đó, ta phải ở chỗ nào đó để mà chôn người chết. Thì tính là họ lựa cái dòng cá bồ. Họ khai thác cái vùng đó, tạo ra cái dòng phệt, dòng cá bồ rất là lớn trước công nguyên. Và từ đó là họ có quan hệ với Ấn Độ và họ quan hệ với các nước khác nữa. Bên dòng cá bồ này rất là nhiều những cái hiện vật đặc biệt khuyên ta hay đầu thú. Rồi người ta làm mấy cái chum để chôn người chết. Mới đầu nó là cái chum để đựng nước. Sau này khi có người chết thì họ bắt đầu họ nghĩ là thì bỏ vô chung, sống là đã sử dụng chung rồi thì chết người ta lại cho người đó vô trong cái chung để tiếp tục sống thế giới bên kia. Đó là câu chuyện của hàng ngàn năm trước đây. Còn với lưu dân vào khai phá đất phương Nam cách đây gần 350 năm thì khi dòng nước ngọt của sông Đồng Nai đổ ra biển Cần Giờ cũng là khởi điểm lưu dân tiến vào vùng đất rộng, rừng rậm hoang vắng một thời. Nếu cư dân bản địa khu vực ven sông Đồng Nai ở vùng thượng nguồn, trung du thờ các vị thần bảo hộ cho người dân có mùa màng bội thu
mưa thuận gió hòa, thì ở vùng Cần Giờ đặc trưng cho thiết chế tín ngưỡng dân gian đa dạng của cư dân sống ven cửa sông, ven biển, trong đó nổi bật là thờ cá ông. Đây là lăng ông Thủy Tướng, tọa lạc trên đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, nơi thờ bộ xương cá ông dài 12 mét. Lăng ông Thủy Tướng huyện Cần Giờ có từ khoảng giữa thế kỷ 18. Ông Phan Văn Chấn, nghệ nhân dân gian, người bỏ nhiều công sức nghiên cứu về lăng ông cũng như nghi thức cúng lễ trong lễ hội nghinh ông, đã giới thiệu cho chúng tôi về cấu trúc của lăng và giải thích về lễ hội nghinh ông với các ghi chép riêng được nghiên cứu từ nhiều năm. Cần Giờ là vùng đất thuần ngư. Từ thời xưa các người tiền nhân bám trụ mà sống ở đây thì là lấy cái nghề biển là chính. Thì do đó sống nghề biển thì có cái văn hóa biển, thì tín ngưỡng thờ cúng cá voi cũng như là tín ngưỡng thờ cúng các vị thị thần. Đó là một cái tín ngưỡng rất lớn cho cái người dân Cần Giờ. Thì hàng năm như vậy ngư dân Cần Giờ tổ chức cái lễ hội nghinh ông là để đáp ơn các vị thần là phù hộ cho họ là một năm lên trên biển. Từ niềm tin đó mà vượt sóng to gió lớn trở thành chân cô manh áo và nuôi sống bao nhiêu đời, trở thành văn hóa đặc trưng biển của vùng đất Cần Giờ. Lễ hội nghinh ông cái người dân Cần Giờ coi như là cái Tết thứ hai sau cái Tết Nguyên Đán. Hiện nay nâng cấp và phát triển lên trở thành một cái lễ hội văn hóa phi vật thể quốc gia và đóng góp vào sự phát triển kinh tế du lịch của huyện Cần Giờ. Cùng với màu sắc văn hóa lễ hội đặc trưng, Cần Giờ, vùng giáp sông giáp biển, ngày nay còn là điểm du lịch sinh thái độc đáo với thảm thực vật và động vật phong phú. Đặc biệt, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2000. Những khu rừng cửa sông ven biển giữ vai trò quan trọng cho môi trường của con người, giảm thiểu những tác hại từ biển vào đất liền và điều hòa lượng nước từ thượng nguồn đổ về, là những bảo tàng tự nhiên giữ gìn các loài động vật, thực vật đặc trưng vùng hạ lưu cận biển. Những khu vực giáp biển này cũng là nơi xảy ra nhiều trận chiến dưới sông, trên bờ, giữa quân Tây Sơn và Chúa Nguyễn, giữa quân Pháp và Triều Nguyễn. Sông, rạch, rừng ngập mặn ghi dấu nhiều sự kiện của chiến tranh vệ quốc, từ căn cứ rừng sát của lực lượng quân giải phóng. Kể về chuyện xưa để thấy vị thế của một vùng đất quan trọng như thế nào trong suốt một chiều dài lịch sử. Bên cạnh một vàm sát với những đài quan sát trên cao để du khách nhìn ngắm toàn cảnh rừng ngập mặn, thì du khách đến đây có thể thăm chiến khu rừng sát. Đoàn phim chúng tôi đi vào chiến khu này cùng với cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ. Chiến khu đang tôn tạo nên để vượt qua được khúc sông sang bờ bên kia, chúng tôi phải chờ nhau, di chuyển chỉ bằng một chiếc thuyền ba lá. Tại nơi tưởng niệm, chúng tôi kính cẩn thắp một nén nhang để tưởng nhớ các chiến sĩ đặc công đã ngã xuống tại rừng sát này, để chúng ta có được những ngày của hòa bình, của tự do hôm nay. Ở đây, du khách cũng có thể tham quan nhiều nơi để hiểu thêm cách mà các đặc công rừng sát sống và chiến đấu. Những câu chuyện kể gợi nhắc quá khứ đau thương nhưng không kém hào hùng ngày nào, chắc chắn sẽ tiếp thêm cho chúng ta ý chí, nghị lực để vượt qua bất kỳ áp lực nào trong cuộc sống và mạnh mẽ đi về phía trước. Cần Giờ ngày nay đã khác. Ven sông và các vùng phụ cận đã hình thành những làng mạc, đô thị, khu công nghiệp sầm uất. Cư dân vùng ngập mặn đã tạo dựng một đời sống phong phú theo dòng chảy của hệ thống sông Đồng Nai, như làm muối, trồng thủy hải sản ở vùng nước lợ, hoặc kiếm sống từ biển bằng nhiều nghề
như cào nghêu, đánh cá. Từ bao đời nay, không nhiều người giàu lên bởi những nghề này, nhưng cũng chưa người dân nào phải đói khi nương tựa vào sông, vào biển để mưu sinh. Xưa giờ dân ở đây sống nghề biển này, sống nghề này lâu rồi có kinh nghiệm theo con nước. Lúc có tôm nhiều thì đi, còn lúc có tôm ít thì nghỉ. Nhiều lúc cũng vui, nhiều lúc cũng buồn. Lúc buồn đó là không có cá tôm nó buồn. Còn lúc có cá tôm nhiều thì nó vui. Không có nghề biển này chúng tôi cũng không có làm gì nghề khác. Tại hồi xưa giờ cái sống cái nghề biển này thôi, chứ không có nghĩ cái nghề nào nữa. Trung tâm Cần Giờ ngày nay là Cần Thạnh. Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, nằm bình yên bên cạnh biển Cần Giờ. Chúng tôi đã quyết định thức dậy sớm dạo biển Cần Giờ để được chìm đắm trong ánh bình minh, nhìn những con giã tràng đang xe cát. Chúng tôi biết rằng ở đâu đó gần đây thôi, nước của dòng sông Đồng Nai đã hòa cùng với biển bằng rất nhiều nhánh nhỏ khác nhau. Và khi viết những lời kết cho ký sự này, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về một hành trình dài của sông, vượt bao thác ghềnh, vượt bao núi đồi để tìm về biển. Sông tìm ra biển để được rộng lớn hơn, được bao la hơn. Nhưng với chúng tôi, cảm giác như chia tay một người bạn đồng hành. Bởi vì đó không chỉ là một hành trình vật lý từ suối chảy đến sông, từ sông ra biển, mà đó là hành trình của một chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, của những lớp người đã sống và thác với dòng sông, của những đền đài, của các vị thần linh, của nhiều lắm những điều đẹp đẽ mà con sông đã mang lại cho con người. Những hành trình đi qua và đã để lại bao nhiêu thương nhớ cho đất và người là chứng tích của tự nhiên và cả lịch sử văn hóa của một vùng rộng lớn. Vẫn cứ tiếp tục chảy đi sông ơi, tiếp tục mang nước từ vùng cao nguyên tìm đến biển và tiếp tục cất giữ trong mình thêm những câu chuyện mới, để rồi một ngày nào đó, ở mai sau, con người sẽ lại được nghe sông kể chuyện, trong đó có câu chuyện của ngày hôm nay. Cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùng ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng chờ. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nỗi lời cay đắng, nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muôn sâu đang ngày đêm tràn chứa.